Ngân ca dính 4, tương ưng ác ma. Phẩm thứ nhất, bài 9 và 10, kinh Thọ Mạng 1. Pathama Yusuttang, kinh Thọ Mạng 2, Đức Tí Giá Yusuttang, Túy Sanh Mộng Tử, Tỳ Kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà. Xin chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai ứng cúng chánh biết tiên tri Minh Thiên Nhân Sư Phật Đà Thế Tôn. Chí tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật Thiện Thiết Thực Hiện Tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng kỳ giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh trực hạnh như hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, các ngài xứng đáng đảnh lễ cung dường chấp tay kính lễ là phương tiện vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ nâng ngửa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng bị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hồi về hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, quyền tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Đoàn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tổng Đức, thân chào tất cả quý tu quý Phật tử. Kính bạch với ngài kính thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thấy có một hạng chư thiên gọi là ác ma. Hạng chư thiên luôn luôn nói những lời gì ra cũng chống trái với Đức Phật. Mặc dù biết là không thể nào thắng được Đức Phật, nhưng mà ác ma vẫn tìm cách để nói trái ngược với lời dạy của Đức Phật. Ở trong bài kinh ngày hôm nay, khi mà Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo về cái thọ mạng con người ngắn ngủi, hãy làm những cái thiện sự, hãy sống phẩm hạnh, vân vân, khi đó thì ác ma hiện ra và nói trái ngược lại là nhân loại vốn sống lâu, người thiện chớ hồn nhiên như trẻ nhỏ, chết đâu mà lo âu. Ác
nói lên một bài kệ để chỉnh lý ác ma. Ác ma bị mất chỉ có vậy thôi thưa quý vị, nhưng mà vẫn thích xem vào để mà đã phá tánh là như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng, mà biết là trong ý nghĩa chúng đệ tử như là một lời sắp tấn vật mà Đức Phật đã dạy chúng ta phải tu tập. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa của bài kinh này qua lời giảng giải rộng rãi của Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày thứ bảy. Và bây giờ thì mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh. Sau đó cũng thỉnh Thượng tọa Pháp Tân Nam Mô Bổn Sư Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Hòa Thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sứ Hoa Nguyệt. Bài học ngày 26 tháng 2 năm 2022. Túy sanh mộng tử, kinh thọ mạng một, Bát Thá Má Diếu Xuất Tăng. Quan niệm đời sống ngắn hay dài không đơn giản là triết lý lúc trài dư tủ lậu, mà có ảnh hưởng lớn tới nhân sinh quan con người và từ đó tạo nên thái độ sống trong thực tế. Người ta sống hoảng đãi, không tích cực vì nghĩ rằng mình có quá nhiều thời gian để hoàn tất điều muốn làm. Kỳ thực, cái chết có thể lúc nào. Ngay cả một người đến tuổi cổ lai, nếu không tích cực thì cuộc sống cũng phí phạm vô ích. Rất nhiều lời khuyên nên sống như chỉ còn một ngày để sống. Trong kinh Pháp Cú có Phật ngôn, người sống giải đãi thì sống mà cũng như chết, vì đang sống trong giấc mộng chứ không phải sống trong hiện thực. Kinh văn. Tôi được nghe như vậy, thọ ấy Đức Thế Tôn mở ra Giá Gá Há ở Trúc Lâm tại khu Cá Lăng Đá Cát Hòa Pá, chỗ cho sóc ăn. Tại đấy Thế Tôn lên tiếng nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, chư tỳ kheo trả lời: Dạ bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này chư tỳ kheo, tuổi thọ kiếp nhân sinh quả là ngắn ngủi, ai rồi cũng phải ra đi tới kiếp tương lai. Hãy làm thiện sự, hãy sống phạm hạnh. Người sanh ra rồi phải đến lúc tử vong, người sống lâu lắm được trọng kiếp trăm năm hay dài hơn một chút. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn nói với Ngài kệ ngôn: Nhân loại sống vốn sống lâu, người thiện chớ u sầu, hồn nhiên như trẻ nhỏ, chết đâu mà lo âu. Thế Tôn: Nhân sinh thọ mạng ngắn, người thiện biết nghĩ xa, như lửa cháy trên đầu không tránh khỏi tử vong. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Đi Thích Văn, đi Á Nằm Hí Lề Súc Bồ Rí Sồ, người tốt bất tất phải lo âu. Cha Rầy Giá Khi Rá Mát Tồ Vá, hãy sống hồn nhiên như trẻ thơ bú sữa. Nát Thí Má Chú Xá À Gá Mồ Tí, cái chết có đến đâu mà. Áp Pá Mà Dú Má Nú Xà Nằng, nhân sinh tuổi thọ ngắn. Hi Lầy Giá Nằm Sú Pô Rí Sô, người thiện biết liệu toan. Chá Rầy Già Đí Tá Xì Sô Vá, họ nên hành động kịp thời như lửa cháy trên đầu. Nát Thí Má Chú Xá Nà Gá Mồ Tí, cái chết đến không sao tránh khỏi. Thích Nghĩa, theo sớ giải thì câu nói của ác ma Chá Rầy Giá Khi Rá Mát Tô Vá, sống như đứa trẻ thơ bú sữa, hàm ý là sống hồn nhiên sau khi bú xong lăn ra ngủ chẳng cần biết cuộc sống ngắn dài.
Bài 10 Kinh Đú Tí Giá Đú Tí Giá Dú Đú Tí Giá Dú Sư Tăng. Kinh văn tôi được nghe như vậy: thở ấy Đức Thế Tôn mở ra Giá Gá Há ở Trúc Lâm tại khu Cá Lan Đá Ca Cá Ní Hoa Bá, chỗ cho sóc ăn. Tại đấy Thế Tôn lên tiếng nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, chư tỳ kheo trời già bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này chư tỳ kheo, tuổi thọ kiếp nhân sinh quả là ngắn ngủi, ai rồi cũng phải ra đi tới kiếp tương lai. Hãy làm thiện sự, hãy sống phạm hạnh. Người sanh ra rồi phải đến lúc tử vong, người sống lâu lắm được trọng kiếp trăm năm hay dài hơn một chút. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn nói với ngài kệ ngôn: ngày đêm chẳng trôi nhanh, thọ mạng đâu chấm dứt, cuộc sống cứ xoay vần như bánh xoay quanh trục. Thế Tôn, đêm ngày trôi qua nhanh, cuộc sống thật chóng vánh, thọ mạng sẽ khô cạn như sơn khê cạn dần. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn: Nà cha dàn tí á hồ rát tà, đêm và ngày không qua nhanh. Dì vi tăng nú pa rút cha tí, cuộc sống chẳng bị cắt ngắn. À dú á nú pa rí già giá tí, tuổi thọ cứ xoay vần. Mát cha năng nề mì vá rát thác cúc pa rá tí pa ràn tí, như bánh xe quay quanh trục. Á cha dàn tí á hồ rá tà, ngày và đêm trôi nhanh. Chi quý tăng úp pá rút giác tí, cuộc sống thật ngắn ngủi. Á dú khi giác tí mắt chà năng, tuổi thọ của con người cứ cạn dần. Cùn ná đi nằm vá ồ đá cá ồ đá càn tí, như nước của khe suối nhỏ. Thích nghĩa: thành ngữ mắt chà năng nề mì vá rá thá khúc bá rá tí, như bánh xe quay quanh trục, giống câu thánh thi trong áo nghĩa thư. Upanista mang ý nghĩa của tỳ kheo giác đẳng dịch và soạn giáo trình. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi dẫn giải cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tệ Siêu, Hòa Thượng Tệ Giác Đẳng, Hòa Thượng Tệ Tị Vị, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Tri, Đại Đức Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn cô Phong Lan cho biết đã nghe rồi. Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là cái bài học ở trong kinh Thọ Mạng. Ở đây đó thì nói đến cái câu chuyện mà ác ma đã xuất hiện, nói lên một cái câu kệ, nói với cái đời sống là nhân loại vốn sống lâu, người thiện chớ ưu sầu, hồn nhiên như trẻ nhỏ, chết đâu mà lo âu. Thì liền lúc đó Đức Phật ngài hiểu biết cái ý nghĩa này, cho nên là Đức Phật này mới nói là nhân sinh thọ mạng ngắn, người thiện biết nghĩ xa, như
lựa chọn. Thì như chúng ta biết đó là ác ma là thường thường có những lời nói chống trái lời nói của Đức Phật, trong khi Đức Phật là một cái vị Phật, là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài luôn luôn thuyết cái chân lý, nói lên cái chân lý là sự thật. Nhưng mà ác ma thì lại nói ngược lại, tức là để một cách là che ngăn hay là ru ngủ, để rồi là chúng sanh bị đam mê ở trong cái lời của ác ma không nhận ra. Đó là cái nhìn chung mà chúng ta thấy ác ma có những cái phương hướng như vậy. Trở lại ở trong cái bài học này đó, là rõ ràng là khi chúng ta sống trong cuộc đời này đó, thì có người sống thọ, có người sống ngắn. Thì tùy vào cái tuổi thọ của mỗi người khác nhau, và do vậy cho nên là của mình cũng phải có một lần chết. Và sự thật ra đó thì chúng ta có mặt ở trên cõi đời này đó, trên cái cõi nhân loại này đó, cũng là một trong những cái trạm, cái bến để chúng ta tạm dừng thôi. Tạm dừng ở đây rồi lại tiếp tục nữa, rồi cuộc sống nó cứ xoay dần, xoay dần. Nãy chúng ta thấy cái hình ảnh giống như là một cái bánh xe xoay dần, đó là nói đến cái đời sống luân hồi. Và cái ý nghĩa nữa đó là chúng ta đang bị xoay dần ở trong cái sự chi phối của đời sống này, chi phối của phiền não, tham, sân, si. Rồi chúng ta cứ quay quần như vậy. Bắt đầu là khi chúng ta sanh ra đời, rồi mãi lo lại bao nhiêu cái thời gian, lo với bao nhiêu công việc, rồi lại tiếp tục là chúng ta nhắm mắt lìa đời như vậy thôi. Ở trong kinh Tăng Chi ấy, thì Phật có dạy rằng con người chúng ta đó là do bị những cái sự sai đắm. Cái sự sai đắm thứ nhất đó là sai đắm bởi tuổi trẻ. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trẻ hoài, nhưng mà kỳ thật đó là thời gian thì luôn luôn trôi qua. Mình có nói mình trẻ chăng thì cũng là 30, 40 tuổi là còn được gọi là tuổi trẻ đi. Hay nói cách khác có nghĩa là từ ở cái tuổi ấu niên cho đến cái tuổi trung niên và bước sang cái tuổi lão niên, thì thật sự ra thì chúng ta cái thời gian đó đó, dù là 5-70 năm, có những người sống thì 2-30 tuổi mất chết, rồi có những người sống 5-30 tuổi, 5-70 tuổi chết, có người hơn nữa. Nhưng mà rồi đó thì ai cũng một lần chết, cũng phải chết. Mạng sống này đó thì rõ ràng là chúng ta bất định, nhưng mà sự chết đó, đó là nhất định. Nhất định chúng ta phải chết. Bất định là không biết lúc nào chúng ta chết. Không ai dám đoan chắc rằng là mình sẽ chết lúc nào. Nhưng mà hoàn toàn là chúng ta có những cái hy vọng. Hy vọng, hy vọng là thí dụ như mình sống 30-40 tuổi thì mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ sống 5-60 tuổi. Cứ như vậy mà chúng ta hy vọng lên. Nhưng mà rồi đâu có biết chắc được là lúc nào chúng ta chết. Thì trong kinh Tăng Chi này nói rằng mình say đắm với cái tuổi trẻ, nghĩ là mình trẻ hoài, không già, hay là mình chậm, chưa có phải đến lúc mình già, chưa có đến lúc mình già. Cho nên là mình cứ bỏ qua thời gian,
mình chúng ta thấy rằng là ngay cả một người bình thôi, cả một người thanh niên hay là một cái người phụ nữ ở ngoài đời cũng vậy, lúc trẻ mà họ không lo phấn đấu đó, họ không lo phấn đấu học hành, có những cái kiến thức, rồi là họ có những cái nghề nghiệp để tạo dựng tài sản đó, thì về già đó họ cũng có nhiều cái cuộc sống bấp bênh, cuộc sống bấp bênh, bởi vì họ cũng có những cái sự hy vọng, hy vọng một ngày nào đó họ có được con cháu, họ có được con cháu, họ có được tài sản để nương nhờ vào cái tài sản đó. Đó là cũng một trong những cái suy nghĩ tích cực của họ, bởi vì khi họ có đời ấy, thì chúng ta thấy rằng có nhân quả. Khi chúng ta đầu tư ra một cái gì thì sẽ có cái kết quả như thế ấy. Còn trong khi một người đó không lo nghĩ ăn chơi trác bán, rồi không nghĩ đến một cái tương lai như thế nào, họ không tạo dựng nghề, họ không tạo bồi bổ kiến thức, rồi họ không tạo dựng nghề nghiệp, họ không có tạo, không có làm ra của cải vật chất tài sản, thì đến lúc mà về già đó họ cũng không có người hay là không có một cái gì, tiền bạc của cải để mà họ nuôi nhờ. Đó là cái mà chúng ta nhìn ở ngoài đời. Riêng về cái người tu đó, chúng ta thấy rằng Phật dạy rằng do là mình sai đắm tuổi trẻ, nghĩ rằng mình trẻ mãi hay hoặc là mình chưa đến lúc phải già, cho nên là mình cứ chần chờ hoài, không làm. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình ý thức được, bởi nhiều khi á, mình chúng tôi đi tụng đám tang kinh cầu siêu hay đám tang, nhìn thấy người chết á, thì không phải là mình chỉ đến đó để mà mình tụng kinh không, nhưng mà nhìn lại đó cái người chết đó, rồi mình đây cũng sẽ như vậy, rồi đây mình cũng sẽ như vậy, cho nên á, sớm muộn thì chúng ta cũng phải chết thôi, phải chết thôi. Cho nên khi mà một người mà đóng trong tuổi thì người ta nghĩ đến nào là già, đến lúc nào người ta chết, cho nên người ta cứ quẩn đãi, người ta cứ chậm rãi, người ta cứ không tích cực, ra sao thì ra, mà giống như là lục bình trôi thì cuối cùng nó là không có cái kết quả gì hết. Cái điều thứ hai nữa đó là mình nghĩ rằng mình, Phật nói rằng mình nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe đó, thì cái bệnh của mình không có, bệnh của mình không có. Nhưng mà rõ ràng thì quý vị thấy rằng á, cái người già, cái người cao tuổi thì cái bệnh hoạn, cái mối nguy hại mà dẫn đến bệnh nó nhiều hơn, nó cao hơn so với những người tuổi trẻ. Nhưng mà có những người tuy là tuổi trẻ nhưng mà vướng vào một cái chứng bệnh nan y, một cái chứng bệnh mà hoàn toàn là bất lực trước những cái chứng bệnh đó, thì hoàn toàn thì chúng ta cũng chịu thua. Giống như ngày nay chúng ta thấy rằng y pha có, y học có những cái sự tiến triển phát triển về thuốc men, về máy móc, về cách điều trị bệnh rất là tiên tiến, nhưng mà rồi đó có những cái chứng bệnh đó, là y học cũng phải chịu thua, tức là không được. Nên cái bệnh đó mà đã đến với người nào rồi đó, thì dù là trẻ hay là già, chúng ta vướng vào một cái bệnh nan y đó rồi thì chỉ có chờ chết mà thôi, chờ chết rồi. Nhưng mà có người lại nghĩ rằng mình nó là trẻ, còn trẻ, hay hoặc chưa đến lúc mình già, cho nên cứ quẩn đại. Mà trong kinh Đức Phật có dạy rằng nếu một người dễ vui đó, thì như một người chết. Dễ vui ở đây là gì? Tức là mình xem thường, mình không chú ý đến những cái đời sống của mình cần có những cái sự thức tỉnh. Nhìn lại cái hình ảnh của Đức Bồ Tát trước khi Ngài đi xuất gia đó, Đức Phật của chúng ta trước khi đi xuất gia, Ngài còn là một vị hoàng tử, thái tử đó, thì Ngài đi dạo bốn cửa thành. Ngài là bậc đại trí, cho nên Ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh là
lão bệnh tử tăng đó, tức là cái người già, rồi một cái người bệnh nằm rên la, và một cái xác chết, cũng như là một cái vị, cái người tu sĩ. Từ cái hình ảnh đó mà Ngài tự nhận thức ra, ý thức được đó, cuộc sống này nó quá mong manh. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng, mình cũng sẽ già, rồi mình cũng sẽ chết. Và thấy cái hình ảnh của một vị tăng sĩ đó thì rất là quan hỷ, bởi vì ở đó có một cái đường lối, có một con đường để thoát ra khỏi tử luân hồi, cho nên Ngài có cái ý muốn để xuất gia. Cái nhìn đó là cái nhìn của bậc đại trí. Còn trong khi với một cái người bình thường thì ít có ra nào nhận ra, có khi nào nhận ra những điều đó. Rồi có khi chúng ta lại nhận ra những điều đó, nhưng mà một khoảng chốc nào đó, một khoảng thời gian nào đó, mình lại hoàn toàn quên đi, hay là mình lại buông lung đi, hay là dễ vui đi, mình quên đi cái phận phải buông trôi với cái thời gian nữa. Đó là như vậy. Cái điều thứ ba mà trong Kinh Tăng Chi Phật dạy đó là gì? Đó là mình bị say đắm trong cuộc đời này. Mình thấy ở trong cuộc đời này đó, với một cái người tu á, thì mình nhìn ta tại sao người ta lại uổng phí với cái thời gian vậy. Nếu mà là ở ngoài đó thì người ta nên tạo dựng sự nghiệp đi, người ta nên tạo dựng những cái kiến thức đi, người ta nên tạo dựng sự nghiệp đi, người ta nên tạo dựng tiền của vật chất gì đó để một lúc nào mình được an hưởng, hay một lúc nào đó mình giao cho người kế thừa là con cái, cũng là có nghĩa, có lý trên cuộc đời này. Rồi nếu như một người tu á, thì nếu như mà mình bỏ qua cái thời gian á, mình say đắm trong cuộc đời này á, thì đó là một cái điều mà vô cùng nguy hại. Mà trong Kinh Phật dạy đó là đời sống này đó, là người ta bị say đắm trong cái đời sống này. Ở bên ngoài đó là người ta ăn chơi trác táng, rượu chè cờ bạc đàn điếm danh lợi, tức là nhiều cái gì cũng có. Người ta còn nói một cái câu để tự bào chữa cho mình, hay là tự cái điều mà mình tự che đậy lấy mình, đó là gì? Nếu mà làm người nam không biết rượu chè cờ bạc đàn điếm thì làm người nam làm gì? Để chẳng lẽ những người mà không có những điều đó thì không phải là người nam sao? Đó là cái câu mà người ta để gọi là bao biện cho chính mình, bào chữa cho chính mình. Nhưng sự thật đó là cái điều đó đã khiến cho họ bị đam mê. Và kế họ đam mê thì nếu mà mình nói một người ở ngoài đời đó mà họ rơi vào đàn điếm cờ bạc rượu chè gì đó thì có lẽ là cuộc đời của họ, nếu đã có gia đình thì cũng tan quan, và nếu mà không có tan quan á thì cũng là tan đàn rẽ ngé, tức là hoàn toàn không có những cái gì mà được tốt đẹp bởi vì cái cờ bạc rượu chè đàn điếm. Nhưng mà rồi đó, cái chung nhất đó là người ta say đắm ở trong cuộc đời này đó là bị sự chi phối của tham sân si. Chúng ta hành xử trong cái tham sân si, cái suy nghĩ trong đời sống hàng ngày, rồi cái làm lời nói của chúng ta trong đời sống hàng ngày, rồi cái suy nghĩ của mình, lời nói và hành động của mình trong cái tham sân si, rồi thế là mình tạo cái nghiệp bất thiện hồi nào không hay. Và cái đó, tham sân si tức là phiền não đó, nó làm cho cái đời sống của mình, luân hồi của mình càng thêm kéo dài. Càng thêm kéo dài. Đó là một cái mối nguy hại. Và hơn nữa đó, thì nếu như một người mà nhận ra, như trong kinh nói rằng đó, là cái bệnh tật không biết là lúc nào chúng ta xảy đến với mình. Ngày nay đó, quý vị thấy rằng đó, là nhiều khi có máy móc nè, rồi là có thuốc men đầy đủ đó, rồi mình dò, mình tìm, mình bệnh. Ở Việt Nam thì cũng có một số bộ phận đã đi khám bệnh định kỳ, là họ đi kiểm tra sức khỏe một lần,
hoặc là 3 tháng người ta đi kiểm tra sức khỏe một lần, hoặc là 1 năm người ta kiểm tra sức khỏe một lần, thì có một bộ phận đó, nhưng mà hầu như đó, thì bắt đầu đưa đi kiểm tra bệnh đó, thì đã bệnh, nó đã nhiều bệnh, nó qua giai đoạn 2, giai đoạn 3 gì rồi, chứ không phải là giai đoạn đầu. Cho nên cái bệnh tật ấy, mà trong kinh nói rằng là mình không biết lúc nào mới thấy khỏe khoắn đó, nhưng mà không biết lúc nào nó sẽ xảy ra cái bệnh tật cho bất cứ một người nào. Rồi chúng ta cũng không biết là thời điểm lúc nào chúng ta lại chết đi. Chúng ta cứ hy vọng thôi, đâu có chắc được là cái gì là chắc đâu. Cho nên là đâu biết thời điểm nào chúng ta chết. Giống như khi nãy chúng tôi đã có nói đó, là mình sống được 50 tuổi thì mình nghĩ là mình sẽ sống được 6 hoặc 70 tuổi. Rồi mình sống được 6 hoặc 7 tuổi thì mình cứ hy vọng là mình sẽ sống được 80 tuổi. Nhưng mà không biết chắc là thời điểm nào chúng ta chết, lúc nào chúng ta chết, không biết được. Như vậy thì cái điều đó nó bất định lắm. Nó bất định lắm. Mạng sống giống như là cái câu chuyện mà nói rằng cuộc đời này nó vốn ngắn ngủi, nó vốn là vô thường đó. Thì như là một người nói rằng là ba ông lão ngồi uống trà vậy đó. Thì ông mà thứ nhất thì ngồi, ba ông ngồi uống trà với nhau. Rồi ông thứ nhất ông nói là mình năm nay là ba người mình uống trà ở đây, nhưng mà không biết là năm sau dẫn cái người nào. Ông kia ông mới nói, ông thứ hai ông mới nói rằng anh nói như vậy là cũng còn xa đó. Cái chiếc dép mà chúng ta bỏ dưới giường để chúng ta leo lên giường chúng ta ngủ đó, là không biết là sáng ngày chúng ta có còn xỏ vô được nữa hay không. Cái đôi dép của chúng ta mang đó, chúng ta bỏ dưới giường để chúng ta leo lên chúng ngủ đó, không biết sáng ngày chúng ta còn mang vô được nữa hay không. Thì cái ông thứ ba mới nói rằng như vậy đó, anh nói như vậy nó cũng còn xa, còn lâu đó. Bởi vì có hơi thở ra mà không có hơi thở vào rồi là coi như nhắm mắt lìa đời. Hơi thở có ra và hơi thở vào, không có hơi thở vào thì chúng ta thấy rằng là mạng sống của chúng ta nó vào, nó liên quan với cái hơi thở này, nó liên quan tới hơi thở này. Và khi chúng ta có hơi thở ra mà không có hơi thở vào thì chúng ta chết rồi. Cho nên cái thời điểm chết đó, chúng ta cũng không biết được, không biết được. Cái người tu đó thì phải biết rằng cái thời gian luôn qua trôi qua mau. Giống như cái câu mà người ta thường nói đó là thời gian như bóng câu cửa sổ. Sự thật điều đó nó không phải là thừa. Giống như chúng ta nói rằng cái triết lý gọi là cuộc đời này thì nó quá ngắn ngủi, nó không phải là những cái lý thuyết suông, cũng không phải là những cái triết lý bình thường, mà nó là những cái thực tế ở trong đời sống. Chúng ta phải đối mặt với những điều đó và đòi hỏi mỗi người chúng ta, giống như trong kinh Phật dạy rằng mình cần có những cái sự thức tỉnh ở trong đời sống, nhìn ra những để mình tránh, mình cần kiếp thủ thực hiện những điều thiện. Cho nên nếu mà chúng ta sống ở một ngày nào giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng là gì? Nếu người sống trăm năm không biết pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Và chỉ cần nếu như mà mình sống cả trăm năm như vậy, chúng tôi nói một câu rất là bình thường, nếu mà mình sống 100 năm mà mình không hiểu đạo, mình không hiểu đạo để mà mình tránh ác làm thiện, thì mình sống càng dài chừng nào thì mình tại tạo ác nghiệp chiều chừng ấy, cũng không tốt gì. Còn nếu như mà mình chỉ cần sống một ngày thôi mà mình tích cực ở trong hiểu được cái sự sanh diệt của thân và tâm này đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần kiếp
chúng ta cũng tranh thủ. Bởi vì sao? Ngay cả thân và tâm của chúng ta cũng đang sanh diệt, sanh diệt, cái này diệt, cái kia sanh, rồi sanh diệt, chết và sống, cứ liên tục như vậy. Và mỗi ngày chúng ta cũng đang diệt dần, dần là sao? Hả, chúng ta sống được bao nhiêu nữa thì cái thời gian còn lại chúng ta lại càng ngắn hơn nữa, càng ngắn hơn nữa. Thí dụ như là chúng ta được sống 70 tuổi, mà chúng ta qua 50 tuổi thì cái thời gian còn lại chúng ta chỉ còn có 20 năm nữa thôi. 20 năm nữa thôi. Nếu chúng ta sống được 60 tuổi thì chúng ta chỉ còn 10 năm nữa thôi. Hay là người ta nói một cái câu rất là hay. Người ta nói đó là 50 thì tính tuổi bằng năm. Nhưng mà rồi 70, 80, 70 thì phải tính bằng ngày, bằng ngày, bằng tháng. Rồi cái người mà 80 là tính từng ngày, tức là ngày nào sống là ngày đó mực. Như vậy thì cái điều thứ ba nữa đó là gì? Nói đến cái chỗ chết của mình á, trong kinh cũng nói là không có ai mà biết rằng mình chết ở đâu hết á. Thường là mình nói rằng mình chết ở nhà, nhưng mà cũng không chắc được. Có người đi đến ở quê hương đây, đến thăm bà con rồi bệnh đau hay là tai nạn gì chết ở đó cũng có. Rồi có người ở phương xa về đây chết cũng có. Rồi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta bệnh thì chúng ta chết ở nhà, nhưng mà lỡ đưa bệnh viện thì chết bệnh viện rồi sao? Dạ, sống rồi sao? Như vậy thì cái chỗ chết của mình á, mình cũng không biết được đâu. Không biết là cái chỗ chết của mình là ở chỗ nào, nơi này hay nơi khác, cũng không chắc được. Rồi mỗi người có một cách chết khác nhau. Có người chết bệnh, hay là có người chết vì nạn tai, có người chết bằng cách này chết cách kia. Có nhiều khi mình đi đám tang rồi gặp người ta chết cách này cách nọ, rồi bàn tán xôn xao vậy. Thì cái bình thường không có chết cách này thì cũng chết cách kia. Và cái cách chết của mình cũng không biết là mình chết bằng cách gì nữa. Ví dụ như quý vị đương không có những, chúng tôi thấy rằng những cái trận mưa đầu mùa đó, có một người đi ngang qua cái cây lớn, tự nhiên gió giông sao rớt cái cành xây xuống đập cái người đó chết, chết liền tức tốc ngay chỗ cái đường đi, ngay chỗ cái dưới tán cây đó. Thì đâu có biết rằng cái anh đó, anh cũng đâu biết là anh chết bị cây đè đâu. Nhưng mà cái cách chết đó cũng là một cách. Hay trong kinh nói là chết do nghiệp, hay là chết do hết tuổi thọ, hay là chết là do phi nhân khóa, hay là chết thì do vừa có nghiệp, vừa trả nghiệp, rồi vừa hết tuổi thọ. Thì nhiều cái cách chết đó. Rồi cái cách chết chúng ta, cái điều thứ năm nữa đó là cái nơi mà chúng ta tái sanh chúng ta cũng không biết được. Bậc thánh á, thì người ta có thể làm chủ được cái đời sống luân hồi của họ. Nếu mà bậc thánh hữu học thì các vị đó không có tạo ác nghiệp, cho nên các vị đó không sanh vào đọa xứ. Nhưng mà có thể là các vị đó có thể làm chủ được cái đời sống tái sanh của mình. Với những chúng sanh phàm phu, do chi phối của tham sân si, do chi phối của phiền não, cho nên trong mỗi cái hành vi động của mình tạo cái nghiệp ra đó, thì đâu có biết rằng mình sẽ sanh ở cảnh giới nào. Nếu một người mà nhìn ra rằng là mạng sống của mình nó ngắn ngủi như vậy đó, nó ngắn ngủi như Phật đã nói rằng á, Phật đã dạy rằng là nhân sinh thọ mạng ngắn, người thiện biết nghĩ xa, như lửa cháy trên đầu không tránh khỏi tử vong. Tức là nếu như một cái người mà thiện đó biết phải nghĩ đến những cái xa như vậy, nghĩ cái xa, mặc dù mình sống hôm nay á thì mình nghĩ rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào, và do vậy thì mình phải tích cực, giống như cái người tu á, mà nghĩ rằng á, là lúc nào mình làm được việc thiện á, thì cố gắng mà làm, nghĩ như là cái mạng sống này đó nó ngắn ngủi như vậy, cho nên là mình tích cực
giống như là cái lửa nó đang cháy ở trên đầu, người ta vội để tranh thủ, nó cháy trên đầu như vậy, cho nên là người ta vội để tranh thủ làm sao để rồi là vượt ra khỏi những cái sự mà đeo đuổi như vậy, những cái sự đe dọa như vậy. Thì do vậy đó, thì cái người mà trí đó nhận biết rằng đó, mạng sống của mình nó ngắn ngủi vậy, ngắn ngủi như vậy, cho nên là mình phải cần phải tích cực, tích cực để mà mình tạo cái việc thiện. Sự thật ra đó, thì trong kinh Đức Phật ngày dạy chúng ta quán về vô thường đó, không phải là không có cái lý do. Đó cũng là một trong những đề tài, đó cũng như là một trong những cái pháp môn để mà mình quán tưởng, để mà mình tu tập. Mình quán vô thường như vậy, trong từng cái phản khắc giữa thân và tâm này, thì rõ ràng là mình thấy rằng cái sự sanh diệt nó liên tục. Và chúng ta không thấy cái gì mà nó là chắc thật á, không có cái gì mà bền bỉ, không có cái gì bền bỉ. Quán vô thường để rồi chúng ta tích cực ở trong việc thiện trong mỗi ngày, trong mỗi ngày. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mình hiểu rằng đời sống này nó ngắn ngủi vô thường, cho nên là mình phải ráng học Phật pháp, rồi mình hành Phật pháp, học Phật pháp. Chúng tôi nhớ rằng lúc mình còn trẻ thì mình học rất là dễ, học bài kinh cũng rất là dễ thuộc. Nhưng mà bây giờ học thì nó lại bị chậm đi rồi, nó khó thuộc hơn rồi. Như vậy thì, nhưng mà mình nói như vậy không có nghĩa là mình buông xuôi, mình phải cố gắng. Bởi vì mình không học, người ta nói rằng nếu mà mình theo cái sự già nua của cơ thể, hay là theo cái sự lão hóa của cơ thể, thì nếu như mà mình không tập cho mình một cái trí nhớ, thì cái trí nhớ của mình nó càng ngày càng lụt đi. Giống như người ta nói rằng mình lớn tuổi ráng cố gắng học ngoại ngữ, để nhớ những từ vựng, rồi nhớ những thứ cấu trúc văn phạm để mình nhớ như vậy. Để chi? Mình luyện cho cái trí nhớ mình nó đừng bị cùng lục. Đó cũng là cái cách. Nhưng mà rồi đó thì ở đây đó, khi chúng ta hiểu rằng là thọ mạng của mình nó ngắn ngủi như vậy, cho nên là mình ráng học Phật pháp, rồi ráng hành Phật pháp. Hồi trước mình ngồi thiền đó, thì cỡ khoảng chừng một tiếng cũng có thể được. Nhưng mà bây giờ đó thì mình ngồi độ khoảng 20 phút là đã tê chân. Rồi đã có những cái triệu chứng là đau lưng. Thì đó là một cái biểu hiện của tuổi già. Cho nên thì mình phải tích cực ở trong những cái điều thiện. Trong kinh nói rằng là mình có được cái sự tinh tấn, thì ngày nào mà mình không có cái sự dễ vui đó là sự sống. Nhưng nếu mà mình sống mà mình có cái sự dễ vui ở đây đó là giống như là chúng ta chểnh mảng, chúng ta lơ đễnh, chúng ta bỏ quên cái phận sự của mình là đời sống tu tập, thì đó là dễ vui. Nhưng mà nếu như một người mà sống dễ vui đó, thì trong kinh nói là giống như là đã chết từ bao giờ. Tại vì sao? Họ bỏ qua thời gian, họ bỏ qua những cái thiện sự, cái đời sống tu tập của họ, rồi để đến một lúc nào đó mình không còn làm được nữa, gọi là lực bất tòng tâm, thì coi như là chúng ta chịu thua với cái tuổi già, chịu thua với cái sự chết, chịu thua với cái cơn bệnh, cái cơn bạo bệnh nó xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên là nếu một người mà đã làm thiện thì cố gắng làm. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Phật dạy vậy. Cho nên là ở đây đó là mình còn khỏe, còn đầy đủ những cái sức khỏe, còn đầy đủ những cái nghị lực, đầy đủ những cái
trí tuệ đầy đủ những cái điều kiện sẵn có mà mình không chịu tinh tấn á, thì chúng ta sợ rằng một lúc nào đó chúng ta không thể thực hiện được, không thể thực hiện được. Và do vậy đó, nếu như mà mình sống dù là trong là một khoảng thời gian ngắn thôi, có những người á, họ nói tôi là chúng tôi đó là như thế này, giờ con già quá muốn tu thì con sợ con già quá. Nó ví dụ mà cô hay là chú gì đó mà không tu tập á, thì nó lại uổng cho thời gian của mình. Khi nào mình biết tu thì lúc đó là lúc là tốt nhất, chứ không có nói lúc nào nữa. Bây giờ mình biết tu là tốt nhất cho mình rồi, không nói là lúc già hay lúc trẻ. Nhưng mà ở trong kinh cũng có nói rằng trẻ không biết sớm tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xao chết dần. Câu pháp cú kinh mà gọi là thi hóa đó. Tức là mình còn trẻ thì ráng tích cực tạo dựng những cái thiện nghiệp, tu tập những thiện nghiệp, chờ mình giữ giới cũng được tốt nè, rồi mình thiền tập cũng được tốt nè, rồi mình học kinh học lực cũng được tốt nè, rồi mình chấp tác mọi công việc gì đó mang tính chất phục vụ chung đó, thì mình vẫn có sức khỏe để mà mình phục vụ. Còn một khi mà mình đã gối trùng lưng mỏng rồi đó, thì chúng ta có cố gắng lắm đó, thì nó cũng không có cái kết quả tốt đẹp, mà dường như là có khi chúng ta cũng không thể thực hiện được, không thể thực hiện được. Cho nên lúc nào mình còn khỏe cố gắng tích cực, thì như chúng ta biết đó là không biết lúc nào nó sẽ xảy ra, và không thể nói rằng đó là lâu dài được, như lời của ác ma, không thể nói là đời sống này là lâu dài được, bởi vì cái cõi nhân loại của chúng ta là cái tuổi thọ bất định so với các cái cảnh rồi. Bất định lưng thời kỳ, bất định là tùy vào mỗi người, mỗi chúng sanh có hạnh nghiệp khác nhau, tuổi thọ khác nhau, rồi cái cách sinh hoạt khác nhau, và do vậy ở trong một hoàn cảnh môi trường khác nhau, cho nên tuổi thọ nó có dài dẳng khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta sanh vào cái thời kỳ tuổi giảm thì chúng ta cũng chịu chung cái tuổi giảm đó thôi. Còn nếu chúng ta sanh vào cái thời kỳ tuổi tăng thì chúng ta cũng được tuổi tăng thôi. Nhưng mà rồi đó, thì so với cõi nhân loại của chúng ta mà so với cõi trời thì không là bao hết, không là bao hết. Nó ngắn lắm. Chúng tôi nhớ không lầm là 50 năm cõi người của mình mới bằng một ngày một đêm ở cõi Tứ Thiên Vương thôi. Tứ Thiên Vương, 100 năm của đời người mình mới bằng có một ngày một đêm ở cõi Đau Lợi. Thì nếu chúng ta sống lắm thì cũng 70-80 năm, hoặc là 100 năm, hoặc hơn 100 năm, nhưng không có, ít lắm. Hơn 100 năm ít lắm. 70-80 năm, khoảng 75 hiện. Có thể là các nhà thống kê đã nói là mình hiện nay tuổi thọ con người quân bình độ khoảng 75 tuổi. Nhưng mà có những người sống hơn, nhưng mà có người sống chưa tới nữa. Nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố. Tuổi thọ không, nghiệp không cũng chưa đủ. Rồi nó có những cái hoàn cảnh sống, điều kiện sống nó khác nhau. Cho nên là cái tuổi thọ nó không thể nào mà nhiều được. Do vậy mà ngày nào mình còn sống được, còn sống được mà mình làm được điều thì hãy tích cực làm theo điều tu tập. Quán vô chúng ta, chuyện của ngày, việc của ngày hôm nay ráng tích cực làm cho ngày hôm nay, chuyện việc của ngày mai chúng ta tích cực để làm cho ngày mai. Ngày mai chúng ta làm thì cố gắng để mà làm. Như là trong kinh Phật dạy vậy, nếu người làm thiện, điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu cái với nội dung của để dành thời gian còn lại để chư tăng chư tôn đức thảo luận bàn sâu rộng hơn thêm để đại chúng chúng ta được lợi ích. Chúng tôi xin được dứt lời.
Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Sa thú kính trình thưa tòa Pháp Tân với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch Hòa Thượng Thầy Sư, không biết Hòa Thượng có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Hòa Thượng nghe được, kính thỉnh Hòa Thượng. Hòa Thượng, trong cuộc đời này đó, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cách nói về vô thường. Có khi người ta nói trong âm nhạc, thí dụ như người ta có bản nhạc là 60 năm cuộc đời, hay là đặc biệt ở trong thi ca, trăm năm trong cõi người ta. Người ta nói, cũng nói về vô thường, người ta cũng nói về sự giới hạn cuộc sống. Nhưng mà bạch Hòa Thượng là cái cách nói về vô thường của thi ca, của triết học và của lúc, thì cái cách nói đó nó khác với cái cách nói về sanh diệt của hành giả tu tập như thế nào? Nó cụ thể hơn là từ cái nhìn về Phật Pháp. Kính thỉnh Hòa Thượng khoan nghĩ chia sẻ một vài suy tư về điểm này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, người ở trong đời khi mà đối đến nhân tình thế thái, hoặc là đối đến cái sự phù du giả tạm của cuộc sống, thì họ đều có chỗ chung chung nhất là cái tư tưởng suy nghĩ rồi chán đời. Và tùy theo cái trình độ của mỗi người mà cái cách nhìn và cách nói, cách diễn đạt nó có khác nhau. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện để nói cái sự khác nhau của mỗi người, như là quán về cái sự vô thường. Rồi chúng ta sẽ bàn đến cái thái độ xét về cái lý vô thường của người con Phật nó có khác với ở bên ngoài. Nói rằng có ba ông bạn già lâu ngày gặp nhau rồi ngồi uống trà hàn huyên tâm sự, thì một ông trong lúc mà đang vui vẻ thì ông ta có cảm cảnh, ông ta mới nói lên rằng hôm nay mấy mặt còn ăn uống, không biết hôm nay, hôm sau, không biết năm sau vắng mặt nào. Năm nay mấy mặt còn ăn uống, không biết năm sau vắng mặt nào. Rồi cái ông thứ hai đó, ông nói lên cái cảm nghĩ của ông về sự đời nó vô thường, đừng nói nói chi là một năm xa xa vời quá, chỉ là một ngày một đêm thôi, đêm nay giày dép cởi ra đó không biết sáng ngày có sợ vô. Cái ông thứ ba đó, ông này thì chắc có lẽ là ông có cái sự chặt chẽ hơn
về cái tư tưởng quán vô thường, thấy vô thường. Ông ta nói hơi thở này để ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Thì thưa quý vị, cũng là ngồi mà bàn luận về cái sự đời nó vô thường, nó biến hoại. Như một ông thì ông cảm cảnh vô thường với cái thời gian. Năm nay mấy mặt còn ăn uống không biết sang năm có mặt nào, thì đó cũng hay đó. Nhưng mà ông thứ hai thì chặt chẽ hơn, là thấy cái sự vô thường đó nó gần hơn chút xíu, là chỉ trong một đêm thôi. Mà thiệt, có nhiều người đó ban đêm ngủ dậy chứ sáng thức dậy thì người đó chết. Nhưng mà ông này thì ông thấy nó chặt chẽ một chút, là còn gần hơn nữa, tức là cái hơi thở. Thì có câu chuyện đó như vậy, thưa quý vị, nó cũng là một điều, một bài, một câu chuyện để cho chúng ta suy tư. Chúng ta suy tư. Nhưng bây giờ chúng ta trở lại với cái thái độ nhìn của một người có tu tập. Thì chúng ta quán thấy cái sự vô thường nó tùy. Nhìn cái sự chết của chúng sanh đó, khi mà vị tỳ kheo mà quán bất mỹ, tức là quán tử thi đó, khi nhìn cái xác chết ở trong bãi tha ma hồ địa, vị đó mới xét thấy cái thân này đây rồi cũng phải chết như vậy, cũng phải bỏ lại như vậy. Còn có nhiều vị khi mà họ tu tập về cái đề mục hơi thở, họ quán thấy cái sự vô thường qua cái hơi thở. Có người họ tu tập, họ quán thấy cái vô thường cảm thọ khổ lạc ưu ý xã, hay là họ quán đến cái sắc đa sanh diệt của danh pháp. Nói chung, tức là cái vấn đề quán thấy cái sự vô thường của vạn pháp theo thời gian, cái điều đó là nó tùy theo cái trình độ của mỗi người mà chúng ta cảm nhận. Nhưng quán xét vô thường ở trong Phật pháp đó, nó có cái sự khác hơn cách nói về sự biến đổi của cuộc đời trong thi ca triết học. Bởi vì trong thi ca triết học đó, người tác giả khi mà họ nói đến vấn đề đó, họ chỉ gợi lại cho người ta một cái nỗi chán chường, nỗi buồn, hay là một nỗi tuyệt vọng. Cái đó là chúng ta nói như vậy chứ chúng ta cũng chưa có dám khẳng định, bởi vì trong lúc mà ta đang suy nghĩ cái gì, mình đâu có tha tâm thông mình biết được tâm của người ta là sao. Nhưng mà chúng ta có thể nói một cách chung chung như vậy đó. Còn riêng về Phật pháp đó, thì sape sankhara anicchati yada panya vipassati atinda pandati dukkhe e samakku sotya. Nghĩa là khi nào mà dùng cái trí tuệ thấy rõ các hành là vô thường, thì khi đó mình phải khởi lên cái tâm nhàm chán. Nhàm chán à, thân được bình đệ tí, khởi lên cái tâm nhàm chán mới được.
vì có cái sự nhàm chán thì mới ly tham. Ly tham thì mới là giải thoát. Cho nên cái tiêu chí mà quán vô thường của vị hành giả tu tập trong Phật pháp là chúng ta phải bằng trí thấy vô thường trí tuệ, rồi chúng ta phải có cái hướng đi. Bởi vì thấy cái sự vô thường của danh sắc này, rồi mình có cái sự yểm ly nibbida, mình nhàm chán, mình nhàm chán danh lợi, nhàm chán cái sự trao chuốt thân này, bồi dưỡng thân này, rồi phải có một cái hướng đi, tức là phải thấy được tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này là xuất phát từ nơi phiền não luân hồi. Vì rằng chính cái phiền não luân hồi đó như là vô minh ái thủ, nó mới thúc giục cho hành động, nghiệp hành hay là nghiệp hữu. Từ cái hành động đó nó mới dẫn đến cái quả tục sinh hay là tái sanh ở trong đời sau. Cho nên cái điểm mấu chốt mà chúng ta phải hiểu là chúng ta quán cái sự vô thường không phải để là cái tâm để có những cái nỗi niềm tâm sự nó dâng trào, không phải nhìn thấy cái sự biến đổi của cuộc đời để mà có cái niềm tâm sự dâng trào, mà quán thấy cái sự vô thường đó để mà nhàm chán cái thân ngũ uẩn này, nhàm chán cái sự luân hồi này, và phải tìm ra một cái lối thoát. Như Đức Bồ Tát, Đức Phật Ngài kể lại rằng khi Ngài còn là vị Bồ Tát Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, mặc dù sống ở trong ba tòa lâu đài thích hợp cho mùa lạnh, cho mùa nóng và mùa mưa, nhưng mà Ngài cảm cảnh chúng sinh bị già, bị bệnh, bị chết, Ngài mới suy nghĩ rằng chúng sinh bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ, ô nhiễm, lại đi tầm cầu cái bị cũng bị già, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm, tức là sống bị già, bị bệnh, bị chết, mà họ còn đi tìm tài sản, đi tìm cái hạnh phúc gia đình, vợ chồng, con cái, vân vân, thì như vậy tức là đã giả đi tìm cái giả, cái đó gọi là phi thánh cầu, anariya priyasana. Đức Bồ Tát thì Ngài suy nghĩ ngược lại, này các tỳ kheo, lúc đó ta mới suy nghĩ rằng tại sao nay ta bị già, bị bệnh và sẽ bị chết, lại phải đi tìm cái cũng bị già, bị bệnh, bị chết, hay là ta hãy đi tìm cái không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ, ô nhiễm, tức là vô thượng, thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, là niết bàn. Đó, Ngài mới tìm ra được cái hướng đi, và Ngài đã dứt bỏ
tất cả những gì mà thuộc về hạnh phúc của thế gian để Ngài ra đi và tầm cái con đường giải thoát. Cho nên cái điều khác biệt giữa người Phật tử tu tập là chúng ta quán cái sự vô thường không phải để chúng ta buồn bã, tuyệt vọng hay là bi quan hay là trào dâng nỗi niềm tâm sự theo cái kiểu những nhà triết gia đó, mà chúng ta phải bình thản trước sự thật hiển nhiên là các pháp hữu vi là vô thường, có sanh ắt có diệt, có sanh phải có diệt, nó diễn biến như vậy suốt để chúng ta dẹp bỏ cái lòng tham đối với danh, đối với lợi, dẹp bỏ cái sự tham luyến đối với thân này hay là đối với người thân trong gia đình. Chúng ta bỏ cái sự tham luyến đó, và khi mà gặp những cái cảnh nghịch lòng, có người chửi mắng hay làm khổ mình, thì lúc đó không có tâm sân hận, mà chúng ta lại nghĩ đến cái sự đời nó vô thường để mà chúng ta dẹp bỏ cái tâm sân đó đi, thì đó là cái thái độ tu tập tốt nhất cho người Phật tử chúng ta. Vì vậy khi mà chúng ta đọc ở trong thi ca hay là chúng ta đọc những cái tư tưởng triết học mà chúng ta gặp những cái lời nói hay là cái sự trình bày bình luận, chúng ta đọc để mà chúng ta biết như vậy thôi, chứ chúng ta đừng có quá chạy theo, mà chúng ta nên sống thực tiễn về bằng những cái lời dạy của Đức Phật về quán vô thường. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 như thế. Nam mô Bổn Thầy. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng Quang Hỷ chia sẻ thêm một câu nữa thôi là khi mà chúng ta quán vô thường trong từng khoảnh khắc, thí dụ như là sanh của cảm thọ, sanh diệt của hơi thở, sanh diệt của đi chẳng đi, cái nhìn vô thường ở trong từng cái nhỏ như vậy đó, nó có khác biệt gì với nhìn về vô thường một cách rộng lớn cả một kiếp người? Ví dụ như mình sinh ra rồi mình chết chẳng hạn, thì hai cái trạng thái vô thường, hai cái nhìn vô thường đó, một cái rất là hiện tại, rất là ly chi, rồi một cái là nhìn sự vô thường cả kiếp sống đó, thì nó có khác nhau đối với người tu tập không? Kính thỉnh Hòa Thượng. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị, hai cách quán vô thường mà như trong câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Nhất Đẳng nêu ra đó, thì có cái sự khác nhau, tác dụng khác nhau. Khác nhau như thế nào? Chúng ta quán vô thường với cái thời gian dài. Năm nay mấy mặt còn ăn uống, không biết sang năm có mặt nào. Thì cái chuyện từ đây cho đến sang năm thì nó còn xa lắm thưa quý vị, và chỉ do chúng ta tưởng tượng ra mà chúng ta nói, chứ cái sự vô thường ở năm sau chúng ta không có xác định được, đừng có nói chi là cả đời của chúng ta.
Còn khi mà chúng ta quán cái sự vô thường nó nhanh qua từng hơi thở, từng cảm thọ, thì chúng ta thấy sanh đó rồi diệt đó, sanh đó rồi diệt đó. Như vậy thì cái cảm nhận đó nó thực tế hơn, cái sự vô thường đó nó gần gũi, cho nên thấy rõ hơn. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là khi mà quán vô thường tính cái thời gian cho đến khi mà chung cuộc của kiếp kiếp người đó, thì cái thời gian đó quý vị vừa quán xong có thể là khởi lên cái tâm ngao ngán, tâm nhàm chán, nhưng mà rồi qua bữa sau là chúng ta quên rồi, qua bữa sau là chúng ta không còn nhớ nữa, bởi vì nó xa quá, lâu quá. Rồi qua những cái ngày tháng kế tiếp đó, là chúng ta lao đầu vào cái công việc, lao đầu vào cái sinh hoạt của cuộc sống, chúng ta lại không nhớ, không nhớ tới. Trong khi đó, khi mà người chỉ biết sống trong thực tại, thấy cái quan sát cái sự vô thường trong khoảnh khắc hiện tại, thì tuệ quán nó phát sanh ở chỗ này. Tuệ quán dễ phát sanh ở chỗ này, bởi vì chứng minh để. Cho nên hai cách quán vô thường, tức là quán vô thường trong khoảnh khắc hiện tại và nghĩ tới cái sự vô thường khi chung cuộc kiếp của kiếp người đó, thì nó khác nhau ở hai điểm đó. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại là chúng ta chưa quen với thiền quán để nhìn cái sự vô thường trong khoảnh khắc hiện tại qua cảm thọ vừa sanh lên rồi diệt mất, hay là qua hơi thở vào rồi hơi thở ra. Chúng ta chưa quen cái đó, thì cái buổi đầu chúng ta tập suy tư, chúng ta quán thấy cái sự vô thường xa hơn một chút, tức là chúng ta có thể nhìn người khác. Trước đây mình gặp họ thì còn trẻ trung, bây giờ họ đã già, họ đã già nua, tóc bạc hoặc là bệnh hoạn, suy yếu, thì chúng ta quán thấy họ trước, họ trẻ trung mà bây giờ họ như vậy. Mình cũng vậy, hồi những năm về trước đó, thì mình khỏe, mình trẻ. Bây giờ mình già đi, rồi trong những ngày sau thế nào rồi, tất cả đều phải già bệnh và chết. Khi mà chúng ta tập suy xét như vậy đó, cái tâm của chúng ta nó nhàm chán dần dần, rồi chúng ta mới bắt đầu đi đến cái chỗ là chúng ta quan sát cái sự vô thường trong cái khoảnh khắc hiện tại được. Cho nên cái nào cũng có lợi thưa quý vị, nhưng mà một cái này là làm nó tập cho chúng ta có một cái môi trường quen nhìn thấy cái sự vô thường của kiếp sống trước, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu rốt ráo
thấy cái sự vô thường trong khoảnh khắc sanh diệt của danh sắc, chứ không phải là chúng ta nói cái này có lợi. Dạ con xin ngài Tề Siêu trở lại cầm mic ạ. Châu Phan ơi, Châu Phan coi chừng cái mic của Châu Sa, Phan đã giật mic của ngài. Dạ con kính nhân mic đến ngài ạ. Xong rồi các vị căn phòng mà chúng ta không có chú ý dùng cho cái chỗ đó, có ai lạ cầm mic thì quý vị chú ý dùng để yêu cầu không có đừng có diện biết được. Bây giờ quý vị nghe rõ rồi thì chúng tôi cũng vừa kết thúc cái câu trả lời. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thú. Kính thương hòa thượng Tế Sư, bây giờ để thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa có chút máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô tiếp theo. Dạ. Thượng tọa Tư Quyền, chúng ta thường khuyên mọi người là sống an lạc, và nhất là đầu năm chúng ta mong mọi người thân tâm được an lạc. Nên là an lạc nói đến sự thanh thản, và phương pháp của nó tới sự an lạc. Nhưng mà khi mà mình niệm về cái chết, nhất là mình nghĩ đến cái chết của kiếp người, thì có vẻ như là chúng ta phải khẩn trương, phải lo âu. Thì như vậy cái nghĩ về sự chết nó có khiến chúng ta bất an hay không? Hay là ở một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ bình tâm lại? Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sân Khai Giá, Giới Thời Đi Chúng Được Nghe Rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phật Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức Xuân Tâm, cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính mình Thượng Tọa quá thật thi rồi. Nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ niệm về cái sự chết thì liệu cuộc sống nó có an ổn hay không? Thế nên nó có hai cái tâm trạng của con người. Một con người á, người ta ham sống, sợ chết á, thì khi mà bảo tình niệm sự chết thì chắc chắn người ta không muốn. Tâm người ta nói đến cái chết người ta bất an. Cũng như trên cái tinh thần mà cứ như theo cái chuyện bình thường á, con người á, cấm kỵ nói đến cái chuyện chết chóc, hay là quên nó đi, đừng có nghĩ tưởng tới nó. Thì đó là đối với những con người mà người ta tham sống quá, người ta sợ chết, thì người ta luôn luôn không thấy, không nghe, không nghi đến cái chuyện chết. Nhưng điều quả thật là nếu như con người mà hiểu về cuộc đời này trước sau gì cũng chết, và cái chết nó vô thường, mình cũng không biết mình chết lúc nào, và người ấy có một cái sự kinh hãi, có một cái sự quý trọng để người ta hiểu tưởng đến cái sự chết, và người ta trân quý cái giá trị sống này, thì cái đó chẳng những không có tâm không có bất an, mà tâm sống rất là an, bởi người ta biết được cái sự hiện hữu, cái sự sống của người ta chính là một điều mang tới cho người ta một nhiều cái điều tốt đẹp. Cái điều mà chúng ta thấy thực tế lắm trong cuộc đời này, nếu chúng ta không sợ thì chúng ta rất là bình an, mà nếu chúng ta sợ thì chúng ta rất là bất an. Dạ, quá thật vậy. Việc cần lắm những quán niệm sự là trước sau cũng chết. Khi cái chết nó đến, chúng ta có thể đối diện với cái chết, và chúng ta bình tâm, chúng ta vượt qua.
Tại đây cái vai trò này thì cái người không biết Phật pháp á, biết một điều hết sức là quan trọng cuối cùng. Cái giờ phút cuối cùng khi mà tâm tử nó xuất hiện, chúng ta tâm tư chúng ta lúc đó nó như thế nào? Nếu như chúng ta hoảng loạn, chúng ta khiếp sợ, chắc chắn là chúng ta, cái cảnh giới tái sanh của chúng ta nói là nguy hiểm. Mà nếu như mà cái chết đối diện với chúng ta mà chúng ta biết bước, biết bước, biết quán, biết niệm được cái sự chết, thì đây là một cái khả năng, đây là một cái công phu mà chính chúng ta phải cần phải luyện tập, chứ không phải là tự động mà chúng ta nó có miệng mà được, mà chúng ta phải có một cái sự đối diện với chính nó. Và chúng ta biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, có thể vật thực ăn vào có chết, hoặc bệnh hoạn chết, hoặc là phi nhân có thể hại ta, hoặc là ta hết tuổi thọ rồi ta bị một cái tai nạn gì đó nó bất thường xảy ra, ta có thể chết một cách tức thời, chướng nghiệp đi qua. Thì kính bạch thượng tọa, thì quán niệm sự chết như vậy, tâm chẳng những nó không bất an mà nó rất là an. Bởi vì xin nhắc lại, nó chính là biết cái sự sống của mình ngay trong hiện tại đó, mà chúng ta biết trân quý và chúng ta hành thiện, chúng ta làm các cái công đức để cho cái sự sống này nó rất là hữu ích với chính chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta có sợ thì chúng ta cũng không thể để tránh qua được. Bởi vì ai mà không chết, ai mà trường sanh bất lão bao giờ, không có chuyện đó. Mà chính vì nếu như tâm tư của mình mà được chuẩn bị, tâm tư của mình mà có một cái sự hiểu biết, cái tường tận, thì không bao giờ bất an. Cái nạn dịch COVID vừa qua cho chúng ta thấy, chúng ta sợ, người ta nói rằng trời chủ ai thấy dạ, cái nghiệp duyên của chúng ta, nếu như chúng ta có cái nó tới rồi, cái tuổi thọ của chúng ta nó tới rồi, thì không có COVID này. Đó là cái sự thật. Nhưng cái COVID nó đi qua là để chúng ta cảm niệm về sự chết của mình một cách căn bản hơn. Và nếu như xét một cách kỹ lưỡng thì từng hơi thở này ra vào chính là từng hơi thở của xa sự sống gần cái chết. Nhưng chúng ta đâu có đối diện, chúng ta đâu có chấp nhận điều đó. Mà chúng ta cứ nghe rằng chúng ta sống hùng, sống mạnh, sống dai. Chúng ta đang sống đây, tức là nó tỷ lệ nghịch. Sự sống chúng ta đang sống đây là chúng ta đang chết đây. Thì cái sự sống của chúng ta đang sống thì đối diện lại cái sự sống này nó giảm. Cái tỷ lệ nghịch đó là sự chết nó tăng. Nó tăng lên từng cái giờ mà chúng ta gần kề với tử thần. Chúng ta gần kề với tử thần. Hay là chúng ta nhớ là cái năm vị thiên sứ. Vị thiên sứ cái chết này nó tới. Vị thiên sứ cuối cùng sẽ chết đến với chính chúng ta. Thì thiên sứ đó gần kề chúng ta, nói một cách vật lý để chính chúng ta. Chúng ta hít vào thở ra từng ngày qua, từng ngày qua, từng thời gian qua, từng ta xa sống, ta đâu có nghĩ như vậy. Vì ái tham lầm nhân tham lầm, chính chúng ta sợ chết và chúng ta không biết rồi mình sẽ đi về đâu, không biết mình sẽ như thế nào ở cuộc đời này, cho nên chúng ta rất là sợ. Mà sợ thì cũng chết, không sợ rồi cũng chết. Chúng ta đối diện với cái sợ rồi chúng ta chết. Tại sao chúng ta không đối diện với cái sợ? Tại sao chúng ta không quán niệm cái sự chết? Tại sao chúng ta không có biết rằng rồi mình chết? Cái điều này mà chính Đức Phật đã nói rằng đó, chúng ta không thể tránh khỏi. Khi mà thân xác này, khi cái gì có sanh thời cái đó phải có diệt. Cho nên nếu như là một con người hiểu biết về lý tánh, mà hiểu biết về cái sự tốt đẹp trong cuộc đời này, chính là người đó đếm bước từng cái sống của mình. Và đếm bước từng cái sống của mình như vậy, chúng ta mới trân quý, chúng ta mới thấy rằng
Sự thật ra cái mạng sống này nó quý, nó tồn tại được, nó khỏe mạnh được. Nhờ vậy mà chúng ta cố gắng làm, bởi vì mà như câu phục cú mà chúng ta đã nghe ở trong cái thời gian hôm nay, tức là trẻ không mà sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, coi già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Quả thật như vậy. Chứ để đến già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ mấy đầu xanh. Không phải mình già rồi mình mới chết. Chúng ta có thể chết từ ở tha ma mộ địa, lò quả tán, tất cả những thai nhi, tất cả những trẻ em 1, 2 tuổi, 3 tuổi cho tới người già 100 tuổi. Các hạng tuổi đó đều có nằm xuống mồ và đều đi vào lò thiêu. Đó là sự thật. Thì chúng ta không thể biết trước được khi nào chúng ta chết, và chúng ta không biết chúng ta chết ở đâu. Đó là hai điều mà chính Phật đã nói. Chúng ta không thể đoán định được, chúng ta không có thể phát hiện được, chúng ta không thể biết được. Những điều kiếp con người mình luôn luôn tham sống. Bởi vì tham sống, tại sao vậy? Bởi vì tham làm nhân, làm duyên. Cho nên chúng ta muốn hiện hữu. Mà muốn hiện hữu thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hiện hữu. Sanh hữu, nghiệp hữu đó, nó sẽ tới. Mà sanh hữu đó chính là Ba thứ sanh thiết, tức là quả tái tục. Nó tới khi mà cái thú tướng Kamanimitta nó đã tới. Và cuối cùng là cái tâm tự của chúng ta nó đến. Và thì chúng ta, cái sanh hữu nó sẽ xuất hiện, dẫn chúng ta đi tái sanh. Thì nếu chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sẽ biết trân quý, và chúng ta sẽ biết đối diện với chính nó. Và cần lắm những ai mà nếu như mà chúng ta biết như vậy, thì quả thật chẳng những quán tưởng sự chết, tâm mình không bất an, và không có bất an mà mình rất là an, rất là tự tại. Và cái điều này cần lắm cho những người tu tập. Dạ, bạch thượng tọa, đây hòa thượng, chính đây là những gì mà con trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cứ cung thỉnh hòa thượng bổ túc thêm cho được hoàn mạng. Dạ, con kính thỉnh hòa thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Bạch thượng tọa, pháp tân thượng tọa có còn trước máy không? Tôi được kính thỉnh thượng tọa trở lại trong gì là trong một câu thảo luận. Dạ, thượng tọa tân, đời sống của chúng ta hiện nay, chúng ta thấy có một điều là bệnh dịch đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, và cái số người chết vì bệnh dịch thì cũng nhiều, và để chúng ta để ý. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là phải chăng nếu không có bệnh dịch thì chúng ta cũng phải chết? Mà tại sao có lúc chúng ta cảm thấy sợ về cái chết của bệnh dịch hơn là sợ về cái chết bình thường không phải bệnh dịch? Mặc dù thí dụ như cái khả năng mà bị tai nạn xe cộ chết có khi nó còn nhiều hơn là khả năng bệnh dịch nữa. Nhưng mà tại sao bệnh dịch thì chúng ta sợ hơn? Cái định thì đó từng quan nghĩ chia sẻ một vài sự việc về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Quyền, Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Dạ, bây giờ theo con nghĩ rằng hàng năm thì cái tai nạn giao thông ở tại Việt Nam chết cũng nhiều. Thì cái việc mà chết
thì nó cũng diễn ra cũng đều đều vậy, bất cứ ngày nào giờ nào cũng có. Mình thì đầu năm sợ nói đến chết chóc, hay là đầu năm thì mình cũng khởi đầu năm thì mình cũng không muốn là thấy cái đám tang nó xảy ra, nhưng mà rồi cái việc đó nó cũng diễn ra bình thường, ngày nào cũng có người sanh ra rồi ngày nào cũng có người chết, nó hết sức là tự nhiên như vậy rồi. Nhưng mà rồi đó thì cái chết mà do bệnh dịch á, thì con nghĩ rằng nó quá nhiều, cái quá nhiều. Khi mà cái gì mà nó nhiều quá trong một cái thời điểm rất là thời gian rất là ngắn, có những gia đình đã nhiều khi chết 7-8 người chết hết, bị lây nhiễm nhau rồi chết như vậy, thì mình thấy cái chết nó nhiều, người ta chết nhiều quá, hầu như cái sợ. Giống như Việt Nam ở mới ban đầu thì bị dịch, rồi bị cách ly, rồi bị giãn cách xã hội, tất cả các thứ, thì trong lòng của người dân, tâm lý của người dân thì ai cũng hoang mang, cũng sợ. Mà bây giờ thì cái việc chết nó lại ít rồi, do rằng có chích thuốc ngừa được đầy đủ, cho nên cái việc chết nó cũng ít. Mặc dù là trong thời gian này đó thì cái số ca bệnh nhiễm nó cũng nhiều chứ không phải là ít, nhưng mà cái số tử vong nó lại ít đi. Nhưng mà so với cái sợ của bây giờ thì người ta không có sợ nhiều nữa, so với lại khoảng 3-4 tháng trước, 4-5 tháng trước rất là sợ vì chết hàng loạt, chưa có cái thuốc để dàn trải hết, vaccine để mà dàn trải hết cho toàn cả người dân, cho nên là người ta rất là sợ, người ta rất là sợ. Thì ở đây con nghĩ rằng nó là khi mà mình gần gũi đến, gần đến cái sự chết, thì nếu như một người mà không có suy nghĩ, suy xét hoặc là quán chiếu đấy, thì mình cũng rất là sợ. Bởi vì mình thấy là gần đến cái chết, cho nên là gần kề với cái chết, thì cho nên là rất là sợ chết. Vì người ta cũng muốn được sinh tồn mà. Bằng cách này hoặc là bằng cách nọ để sinh tồn, chứ không ai mà muốn chết. Nhưng mà do là kề cận với cái sự chết, cho nên là người ta rất là sợ. Trong khi là cái thời gian người ta còn dài, cái thời gian người ta còn dài, hoặc là người ta còn trẻ đó, thì người ta đâu nghĩ đến cái sự chết nhiều, ít nghĩ đến sự chết. Nhưng mà khi về già rồi, hoặc là vậy là một cái cơn bệnh nan y nào rồi đó, thì cái sự chết nó gần kề. Vì người ta nghĩ rằng không bao lâu nữa người ta sẽ chết, bởi vì tuổi già, không bao lâu nữa người ta sẽ chết vì mắc phải cái chứng bệnh nan y, cho nên là họ sẽ chết. Cho nên là thường nếu một người không có tu tập, không có quán chiếu, thì mình rất là sợ. Bởi vì mình quán chiếu vô thường cho thật mạnh, thấy cái sự chết nó như vậy, thì mình mới là ngán ngẩm. Mình mới ngán ngẩm cái đời sống luân hồi. Từ đó mình mới có thể là, không phải là mình dửng dưng với sự chết, mà ở đó mình hết sức là bình tĩnh trước cái sự chết. Khi những việc gì cần làm thì họ lại tích cực họ làm thôi, bởi vì họ nghĩ rằng không còn có thời gian để mà họ làm nữa, cho nên họ tranh thủ để họ làm. Giống như là người ta đối diện trước sự chết thì người ta phân chia tài sản, trói trăng như thế này, trói trăng như thế nọ, đó là những việc họ cần làm. Nhưng mà cái người tu thì rõ ràng là mình thấy những việc gì cần làm cho cái đời sống này, tức là mình tu tập, mình tích lũy công đức, rồi mình tạo tu tập cho nhiều, để rồi là sự chết đó, là dù mình có
có đối mặt với nó hay là mình tránh né nó thì nó cũng diễn ra thôi. Cho nên nói vậy thì mình giữ cái tâm bình đẳng chấp nhận với những điều đó và mình tích cực để mà mình tạo cái thiện sự thêm tốt hơn cho mình, đầy đủ tốt đẹp hơn cho mình. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ nương tựa cho chính mình mà, chứ đâu có cái gì đâu mà nương tựa. Cho nên con nghĩ rằng cái gì mà người ta gần gũi gần kề với cái chết thì người ta rất là sợ chết, theo cái thế thường là vậy. Người ta còn trẻ thì người ta không sợ chết, nhưng mà người ta về già thì cũng dễ dàng sợ chết. Bởi vì người ta nghĩ là sự chết nó gần, sự sống của ta, mạng sống của họ nó ngắn lắm rồi, cho nên là họ sợ chết và họ cũng muốn được sống, được tồn tại chứ. Cho nên chứng kiến với cái cảnh chết nhiều nhọc nhiều quá đó, thì người ta cũng có một chút sự suy gẫm, giống như người ta nói là chết, sự chết la liệt, chết nơi hết, sự tan thương tan tóc đó thì nó diễn ra trong đời sống. Nếu một người quán được cái tính chất vô thường trong cuộc đời này, cho nên là mọi việc nó có thể diễn ra hết, nó có thể thay đổi hết. Cho nên là cái việc mà mình trước sau cũng chết, nếu mà mình chứng kiến cái cảnh đó, hoặc là mình lỡ mình vướng vào cái bệnh đó, cái bệnh gì đó mà không thể chữa được, thì có lẽ là mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà rồi đó thì mình, cái thời gian còn lại đó, thì mình nên tích cực hơn, chứ rồi mình sợ thì nó cũng diễn ra, mà mình có dẫn dưng với nó thì nó cũng diễn ra thôi. Cho nên là cái việc mà làm cho mình trước mắt á, thì không có cái chi là nương tựa cho chính mình, thì đó là thiện sự công đức. Thiện sự công đức vậy, bởi vì mình tin rằng có đời sống luân hồi, tin có đời sống luân hồi. Cho nên là nếu mà mình tin có cái sự thanh tịnh của Bậc Thánh, tin có sự thanh tịnh của Bậc Thánh, cho nên là mình ráng tu tập, mình tạo dựng công đức cho chính mình, để mình mong rằng mình được thanh tịnh, mong được thanh tịnh. Hơn nữa đó là cuộc sống con nghĩ rằng mình có thấy được cái dịch bệnh như vậy đó. Có lẽ là trong đời người mình chỉ chứng kiến một lần này, một lần nhiễm dịch COVID này thôi, có lẽ là vậy. Nhưng mà rồi đó thì mình quán thấy rằng ôi, cái nghiệp nó tới, mà con nghĩ rằng cái nghiệp ở đây là nghiệp chung của nhân loại, thì khiến ra dịch bệnh nó tràn lan khắp nơi hết. Rồi có kẻ còn, người mất. Có người thì là khỏi bệnh nhưng mà còn lại những cái di chứng, còn lại những cái di chứng do cơn bệnh gây ra. Rồi có người thì không còn, gia đình không còn nữa. Mình chứng kiến những cái cảnh đó thì mình thấy rằng thôi, trong có mặt ở trong cuộc đời này thì đều là do cái đời sống luân hồi này tạo ra. Và do vậy thì mình tích cực tạo cái thiện nghiệp cho chính mình, tạo công đức cho chính mình, để rồi là mình còn có cái tái sanh, còn có những cái sự tu tập để có được đời sống tiến hóa lên thêm, hay hoặc là được thanh tịnh tốt đẹp hơn thêm. Đó là cái điều mà con nghĩ rằng mình cần phải làm thôi. Người ta ở bên ngoài, người ta bị cách ly xã hội thì người ta rất là bức xúc, người ta rất là tồi túng, người ta rất là khó chịu. Nhưng mà riêng nếu mà mình hiểu được cái tu tập thì những thời mình lại có dịp, có cái cơ hội, có cái môi trường tốt để mà mình nhìn lại chính cái nội tâm của chính mình, thì con nghĩ rằng đó cũng là cái tốt thôi. Do cái gì cũng do là cái quen của mình thôi. Mình được có cái may mắn là gặp được trong một cái môi trường tu tập, cho nên nếu mà có giãn cách thì cũng là mình cũng phải tu tập, có cơ hội
để mà mình hướng về cái nội tâm đúng tu tập mình nhiều hơn, ít có đi ra đường hơn, là cái gì điều mà con có cái suy nghĩ như vậy. Con xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Kính thỉnh thượng tọa trả lời. Kính truyền Thượng Pháp Tân, Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Chư Tôn Đức để chia sẻ giờ. Ngày hôm nay, thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, có hai cái trạng thái mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó không có vẻ như là quan trọng để chúng ta lưu tâm hay đối phó, tại vì nó rất là bình thường, nó không có mãnh liệt như là những thứ phiền não tham sân si phẫn nộ v.v. Chúng tôi muốn nói đến cái trạng thái ơ hờ và sự quan ngại. Sự ơ hờ đó là mình sống cho qua ngày đoàn tháng và chúng ta không có thấy có một cái sự tha thiết, sự phấn đấu, sự tích cực gì cần phải có trong cuộc sống. Và điểm này là điểm mà chúng tôi gặp rất nhiều ở các vị tu sĩ ở trong chùa, đặc biệt là những vị không có trách nhiệm. Ví dụ như là ngoài những vị trụ trì, những vị giảng sư, pháp sư mà có cái bổn phận trách nhiệm hay là có cái động lực để làm phật sự đó, và những người vị sống ở trong chùa chỉ là sống thôi, thì thường rơi vào trong cái tình trạng là ơ hờ. Có một lần chúng tôi ngồi nói chuyện với ba vị thầy và hai sư cô từ ở Nam California, trên đường đi Florida ghé thăm chúng tôi, tại ngày xưa cũng quen ở California. Rằng các vị này bản thân là ra lập chùa sớm, tức là qua Mỹ được thời gian ngắn rồi ra lập chùa, nhưng mà các vị cũng than là ở tại Nam California có quá nhiều những ngôi chùa như vậy, những ngôi chùa của các sư cô, các thầy trẻ đứng ra lập. Thì nhân đó chúng tôi cũng có thảo luận với các vị, mà theo cái nhìn của chúng tôi đó, thì những năm về sau này chúng tôi thấy ở bên Mỹ có cái hiện tượng mà mình cũng không biết là mình nên lượng định như thế nào cho nó chính xác. Thí dụ như là những người Việt Nam mới qua đó thì càng lúc càng ít có thích học tiếng Anh, ít có thích hội nhập vào người Mỹ, vì lý do đơn giản là các vị đi làm neo là rất là dễ kiếm tiền và kiếm nhiều tiền hơn là bỏ những năm ra rồi đi học. Đi học xong trở về thì chỉ kiếm được cái bằng kỹ sư, làm lương không bằng lương làm neo. Nó có lợi một điểm là đi làm neo thì lương không là vốn không nhiều, không cần bằng cấp cao, mà tiền lại kiếm được nhiều. Nhưng mà cái bất lợi là
mình không có đầu tư cái thời gian mới qua để học ngôn ngữ, học cái văn hóa. Và có nhiều người qua đây các 10, 15 năm thì chỉ sống trong cộng đồng Việt Nam thôi. Những nơi như là Houston hay là Nam Cali, Bắc Cali, cái gì cũng đụng tới người Việt Nam thôi, chứ không có muốn giao thiệp với người Mỹ nhiều. Nói tiếng Anh thì nắm giờ vài ba câu là đủ. Đó là người đời. Còn một cái hiện tượng mà người ở trong đạo đó là tăng ni trẻ qua cũng không học, cũng không có dành thời giờ để lo chuyện tu tập bản thân. Mà qua đây thì cứ chạy ra ngoài lập chùa, bôn ba vài ba năm cũng có được một cơ ngơi. Và từ cơ ngơi đó cũng có cái chỗ gọi là chỗ trụ của mình. Nhưng mà khi nhìn lại mười mấy năm ở Mỹ rồi thì không còn có cái sức để học nữa. Chúng tôi phải nói đặc biệt là những vị tăng ni mà không có cái căn bản về văn hóa tiếng Anh khoảng trên 40 tuổi rồi thì không có muốn học nữa. Thì các vị nói với chúng tôi rằng ai cũng biết là mình cần học, nhưng mà nó có cái nhu cầu trước mắt. Và đi làm thời gian có tiền, hay là chùa thời gian có cơ sở, thì những đâm ra lười, không còn muốn học đời, mà cũng không còn muốn học đạo, tức là học nội điển. Nội điển, ngoại điển đều không học hết. Thì thứ gì, ta không phải là không biết cái giá trị của kiến thức, chúng ta không phải là không biết giá trị của sự tu tập hoàn toàn. Nhưng mà bởi vì cái nhu cầu trước mắt nó quá lớn, và đi làm mà có tiền liền, mà tiền nhiều nữa, thì quả thực nó khiến cho người ta không cam lòng để mà sống tập trung lo chuyện học hành. Có hai cái trạng thái mà hồi nãy chúng tôi nói. Trạng thái đầu tiên là ơ hờ, tức là sống cho qua ngày. Có rất là nhiều vị sư ở với chúng tôi về sau này đó thì chúng tôi lại không có khuyến khích nữa. Hồi xưa chúng tôi hay khuyến khích chư tăng ni ở chùa có được cái thời gian thanh thản để tu học. Nhưng bây giờ chúng tôi khuyến khích, chúng tôi thấy rằng đa số các vị hay buồn, các vị không có chọn được một cái hướng đi đích thực trong đời xuất gia. Và các vị vừa là thành thành sống cho qua ngày, sống qua ngày, sống vô tích sự. Sống vô tích sự tức là chờ Phật tử đến cúng dường rồi đi về, mà các vị không có phấn đấu. Thí dụ mình đi tu thì nói theo Phật Pháp là, nói theo Đức Phật dạy là mình không có dấn thân gì pháp hành, cũng dấn thân pháp học. Không có ngồi thiền, cũng có học Phật Pháp. Cái này các vị sống cho qua ngày, và càng lớn tuổi đó, thì đời sống càng bị tắc. Một cái trạng thái thứ hai mà chúng tôi thường thấy bên cạnh sự ơ hờ đó là sự quẩn đãi. Sự quẩn đãi này ở trong người Mỹ gọi là procrastinating, tức là cái sự hẹn lần hẹn được. Mình muốn đó, mình có đó, nhưng mà nó chỉ là ước vọng. Mai mốt mình có điều kiện sẽ làm chuyện này, mai mốt sẽ điều kiện làm chuyện kia. Ít bao giờ mình bắt tay vào làm việc. Ít bao giờ mình việc liệt. Điều này là một điều rất là đáng tiếc. Nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta ước vọng điều đó, nhưng mà cái ước vọng nó không đủ mạnh. Nếu nó đủ mạnh thì chúng ta đã bắt tay làm được rồi. Và điều thứ hai là chúng ta ước vọng nhưng mà không thực sự mình biết mình muốn cái gì. Chúng tôi có nghe một vị sư mà sống chung với chúng tôi cũng 4-5 năm. Mỗi lần vị đó nói chuyện, các vị hay phê bình vị này, phê bình vị kia, rồi nói con mà làm chùa con sẽ làm thế này, làm thế kia. Nhưng rồi bản thân các vị đó không làm được gì. Tại vì sao vậy? Là tại vì những gì vị đó phê bình, những gì vị đó nói đó, là vị đó không có biết rõ mình nói cái gì. Thí dụ như là mình nói là mình sẽ tổ chức một cái pháp hội rồi điều động Phật tử, hay là làm kinh tế cho chùa vị này kia. Nhưng mà các vị không có biết gì về kinh tế hết, không biết gì về vấn đề tổ chức tu học hết. Mình nói có nhiều khi nói rất suông, nói rất trôi chảy, nhưng mà không nắm được công việc. Tuy nhiên thưa quý vị, sự ơ hờ và sự quẩn đãi đó, nó còn có một thứ tiềm ẩn đằng sau đó mà chúng ta ít khi để ý đến. Đó là chúng ta sống như là mình sẽ lột da sống đời, sống hoài. Thật ra chúng ta không sống hoài đâu.
một người rồi sẽ đi qua. Hồi xưa chúng tôi ở với Hòa Thượng Hộ Giác đó, Hòa Thượng nói câu này mà lúc đó chúng tôi không có thấm. Hòa Thượng nói là nhất đẳng càng lớn đó, đến cái tuổi 70, 80, 10 thì mới thấy rằng những người quen ra đi càng lúc càng nhiều. Tại vì những người quen mà đồng thời với mình nó mất đi nhiều lắm. Đừng nói chi tới tuổi 70, 80 thưa quý vị, chúng tôi ở tuổi 60 bây giờ đó, mà những người Phật tử quen biết đó, ra đi rất là nhiều, càng ngày càng nhiều. Những người Phật tử đã gắn bó với chùa 40-50 năm, 30 năm từ đời lập chùa tới giờ họ đi rất là nhiều, thì họ lớn tuổi rồi. Họ lớn tuổi họ phải chết thôi. Mà chúng ta cứ tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi chúng ta sống mà mình không có nhiều cái quan hệ với thế hệ sau, mà những người đồng sông, những người cùng thời với mình họ ra đi rất nhiều, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy à, chúng ta đang đánh cờ tàn cục. Chúng ta đang đi vào trong cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Và rồi cuộc sống nó không chờ đợi chút gian lặng lẽ trôi, đêm ngày không trở lại. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày không trở lại. Nếu chúng ta có dịp đọc lại những cái bài kinh đầu của Kinh Tương Ưng, ở trong đó có rất nhiều câu thấm thía. Và nếu quý Phật tử biết được điều này thì chúng ta sẽ tìm thấy một ý nghĩa rất đặc biệt khi Đức Phật dạy những lời dạy ngày hôm nay. Ngày hôm nay Đức Phật dạy điều gì? Ngài dạy rằng đêm ngày trôi qua mau, cái chết là điều không tránh thoát. Vì vậy hãy quân tu thiện sự và sống phạm hạnh, người sống đời sống tu tập. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật dạy điều đó cho ai? Ngài nói với ai? Ngài nói với chư tỳ kheo sống ở miền Trung Ấn cách đây 25 thế kỷ. Cách đây 25 thế kỷ phần lớn là đời sống trong một xã hội nông nghiệp, với đồng, với ruộng, với núi, với rừng. Đời sống nó không có internet, đời sống nó không có xe hơi, đời sống nó không có sự tất bật của cuộc sống hiện đại. Và đời sống nó dài lê thế. Có vị nào đã từng sống ở miền quê rồi thì quý vị thấy đời sống ở ruộng vườn á, thời gian thế nó dài. Người ta chờ mưa xuống rồi họ cài rồi họ cấy rồi họ phải chờ cho đến khi lúa trổ đồng chờ lúa chín. Từ cái Tết này cho đến tới mùa hè, từ mùa hè cho đến Tết năm sau, nó dài lắm. Xã hội nông nghiệp là như vậy. Rồi chư tỳ kheo không phải là người làm nóng. Chư tỳ kheo là người đất thực để mà sống mỗi ngày. Và sống trơ gan cùng tuế nguyệt, sống với thời gian. Chúng tôi bảo đảm với quý vị rằng 100 vị sư mà sống trong cái xã hội nông nghiệp ở thời xa xưa đó, có lẽ cả gần 100 vị đều thấy thời gian dài lê thế. Từ lúc buổi sáng đi khất thực cho đến buổi trưa, rồi buổi chiều xế, rồi buổi tối. Và từ mùa dân y này sang mùa dân y kia, các vị cảm thấy dài lắm. Nhưng mà dù vậy thì Đức Phật vẫn nói rằng kiếp người là ngắn ngủi, không có nhiều thì giờ để hoang phí. Kiếp người ngắn lắm. Lời dạy của Đức Phật không phải là để dễ cho chư tỳ kheo lãnh hội đâu. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, là những cái buổi trưa hè nó dài, người ta rất lười quể quải, người ta thấy một ngày dài. Chúng tôi gặp một vài vị sư ở bên Thái Lan, vị nói rằng sao mà thấy ngày nó dài, thật dài. Và đôi khi chúng tôi nghe các vị đó nói thì chúng tôi nghĩ trong bụng là mình sống ở Mỹ, quả thật nó qua mau thật. Vị nào mà có sống ở Mỹ rồi, từ chủ nhật này qua chủ nhật tới nó mau lắm, từ sáng tới chiều mau lắm. Chúng tôi thưa quý Phật tử là buổi sáng sớm chúng tôi thức dậy vậy đó, ngoài những vài cái sinh hoạt cá nhân rồi đã tới giờ vào phao thóc xong chúng tôi lấy quay tới trưa, rồi chúng tôi chỉ có khoảng 3-4 tiếng đồng hồ rảnh để làm những việc mà cần thiết làm, rồi sau đó là buổi chiều rồi buổi tối là tiếp tục công việc. Việc này nó liên quan việc kia rất là nhanh. Nên chi khi mà Đức Phật dạy chư tỳ kheo rằng này chư tỳ kheo, kiếp nhân sinh quả là ngắn ngủi đó, không phải dễ có vị lãnh hội đâu. Tại vì người ta thấy cuộc sống dài quá, thời gian như vô tận, chỉ như đó chúng tôi phải gạch dưới. Tại sao chúng tôi gạch dưới chỉ như? Tại vì đó là cảm giác.
Nhưng mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên đặt lại cái ý thức, đặt lại cái nhìn. Bởi vì sao? Một cơn gió độc có thể đến, một con rắn độc có thể cắn. Và bây giờ chúng ta hay nói là đôi khi chúng ta thì bị đột quỵ chết bất thường. Chúng tôi gặp rất nhiều cái chết, rất nhiều cái chết, hầu như không phải hàng năm mà hàng tháng, hàng tuần. Và có những vị mà làm bác sĩ rất là thành công ở trong đời sống của mình, cái tuổi 50 thôi, bệnh đó chưa có bệnh gì hết, đang chạy treadmill, đang tập thể dục rồi chết ngay chỗ treadmill của mình. Và cũng có nhiều vị khác 28, 29 tuổi chết, chỉ có rất là bình thường. Cái bình thường đó, bình thường quá đến nỗi chúng ta thấy rằng cái chuyện đó không cần phải chú ý, không cần phải quan tâm nữa. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài đưa ra một cái lời nhắc nhở, không phải để chúng ta hốt hoảng, không phải để chúng ta sống ở trong tiêu cực, không phải để cho chúng ta sống ở trong sự lo âu. Mà ở đây Đức Phật ngài trước nhất ngài muốn chúng ta có một cái nhìn thực tế hơn về đời sống. Và điều thứ hai là chúng ta phải đặt lại vấn đề, chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình. Rất là đơn giản, thưa quý vị, trong đời của chúng ta đó, có những cái cơ hội mà khi nó đã đi qua rồi thì chúng ta không làm lại được. Thí dụ như là mình đi học, có cái tuổi nào đó chúng ta có thời giờ để học, và nếu lúc đó chúng ta không học thì mai mốt muốn trở lại không phải dễ. Không phải ai cũng giống như sư Nguyên Thông ở đây, ở cái tuổi nào đó rồi trở về ghế nhà trường rồi học ra bằng tiến sĩ, không phải vậy. Đa phần là người ta qua cái tuổi nào đó rồi người ta không còn muốn học được. Qua cái tuổi nào ta không muốn học, là cái tuổi đó nó hết rồi, nó hết sức học, nó không còn một tha thiết gì học được. Và nếu trong thời gian mà mình có thể học được thì mình ráng học, trong thời gian mình thể làm được mình ráng làm, trong thời gian mình tu được ráng tu được, thì chúng ta sẽ cảm thấy vững lòng hơn, cảm thấy an lạc hơn. Phật pháp dạy chúng ta sống an lạc, không phải là sự an lạc của quẩn đãi, không phải sự an lạc của ơ hờ, không phải sự an lạc của u mê, không phải là sự an lạc của cái ồ ơ dí dòn. Đức Phật không dạy chúng ta sống an lạc kiểu đó, mà Đức Phật dạy chúng ta an lạc vì chúng ta thật sự hàm dưỡng được cái hạt giống thiện. Chúng ta sống an lạc vì cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Cuộc sống an lạc tại vì chúng ta có sống hướng thượng, hướng thiện. Chúng ta sống an lạc bởi vì chúng ta có những thành tựu trong từng bước đi của mình. Thì đời sống, cái sự an lạc mới là sự an lạc đáng giá. Vì vậy có nhiều khi chúng ta không có hiểu, chúng ta cứ nghe nói rằng tập sống an lạc thì có nghĩa là mình về mình đừng nghĩ chuyện buồn rầu, sống an lạc. Chúng ta không thể sống an lạc bởi vì chúng ta lấy mũ ni che tay, chúng ta lấy dãy the che mắt thánh. Chúng ta không thể sống an lạc bởi vì chúng ta làm ngơ đối với sự vô thường khổ không cả cuộc sống. Chúng ta không an lạc kiểu đó. Đó không phải sự an lạc mà Đức Phật dạy chúng ta. Một người quân tu được thiện pháp và hoan hỷ đối với thiện pháp, một người sống theo chánh pháp, hoan hỷ với chánh pháp, một người sống có tinh thần tiến bộ, có một cái tinh thần cầu tiến cầu học, mà tinh thần đó được thể hiện có kết quả, thì người đó nên an lạc, đáng sống an lạc. Và chúng ta cũng phải nói ở điểm này là nếu chúng ta khéo đó thì chính cái sự quán tưởng về cái chết sẽ giúp cho chúng ta phấn đấu để mà sống. Và cái sự quán tưởng sanh diệt đó nó giúp chúng ta thắp sáng được tuệ giác. Khi nãy chúng tôi có hỏi từ tòa Hòa Thượng Tề Siêu trong một câu hỏi số 2, nếu quý vị để ý, quý vị nhớ đó, thì quả thật là hai cái nhìn về vô thường, cái nhìn về sự vô thường trong từng khoảnh khắc, như là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, cảm giác vui buồn, nếu chúng ta nhìn thấy trong từng cái khoảnh khắc sinh diệt nhỏ thì nó là cái chất liệu để thắp sáng cái trí tuệ của mình, chúng ta gọi là tuệ giác, cho chúng ta thấy rõ cái thực tướng của các pháp. Nhưng mà sự quán tưởng về cái chết cho cả những người như Đức Phật nhắc ở tại đây đó, là cho chúng ta một cái tinh thần tích cực, cho chúng ta có một thái độ sống không có phí phạm tuổi trẻ, phí phạm thời giờ.
Thì thưa quý vị, thật ra chúng ta sống cái kiểu sống của con người thiếu ý thức, không nghĩ đến cái sự ngắn ngủi của thời gian đó, thì cuộc sống nó vô nghĩa lắm. Mà chúng ta sống mà nó vô vị, nó lạc lẽo. Bởi vì sao vậy? Chúng ta sống trì quẩn, chúng ta sống ơ hờ. Không có ai sống trì quẩn ơ hờ mà người đó sống được sự an lạc, sống được sống có ý nghĩa, sống được sống có lợi ích hết. Vì vậy, suy niệm về sự chết, suy niệm về sự ngắn ngủi của kiếp sống là một bài học lớn, là một nhân sinh quan mà tất cả chúng ta nên chiêm nghiệm, nên có được. Nếu chúng ta có được cái nhân sinh quan này, thì chúng ta sẽ tận dụng những khoảnh khắc quý báu có được ở trong đời này. Ngay cả không cần đến cái chết, khi mà chúng ta còn khỏe, và mình nghĩ rằng khi mình bệnh rồi mình không làm được chuyện đó, thì bây giờ mình cũng tích cực. Chúng ta hãy nhìn những người nằm ở trên giường bệnh đó, trước cái những cái ống dưỡng khí, những cái máy móc trần trịch khắp người, và bảo rằng bây giờ họ bình tâm, niệm hơi thở cũng hơi khó. Chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta phấn đấu trong bây giờ, làm sao mình thân thiện với hơi thở, làm sao mình quen thuộc với hơi thở, làm sao mình có thể bắt nhanh khi hướng tâm vào hơi thở, để làm gì? Để một ngày nào đó khi chúng ta nằm trên giường bệnh, chúng ta có thể nương tựa vào hơi thở, và chúng ta quý báu vô cùng. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong đề tài ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt của Trường Phật Pháp Buddhadharma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã có những lời đúc kết vô cùng quý giá đối với hành trình tu tập cho chúng con. Chúng con thành kính tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Sapa devata sapa buddha.
Yeah.